Mới đây, tại sự kiện Tesla AI Day 2022 diễn ra ở California, Mỹ, tỷ phú Elon Musk đã giới thiệu mẫu robot hình người mới nhất của công ty với tên gọi là Optimus. Đây là sản phẩm được kỳ vọng là bùng nổ trong thời gian tới với tư cách là một robot phục vụ. Một nguyên mẫu robot Optimus bước lên sân khấu vẫy tay chào khán giả hoặc nâng một chiếc hộp, tưới cây và nâng các thanh kim loại di chuyển trong nhà máy. Robot thực sự có thể làm được nhiều hơn những gì chúng tôi vừa giới thiệu. Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra hình người hữu ích càng nhanh càng tốt. Chúng tôi thiết kế nó bằng phương pháp chúng tôi sử dụng để thiết kế ô tô, nghĩa là thiết kế để sản xuất. Theo tỷ phú Elon Musk, việc kinh doanh robot sẽ có giá hơn ô tô điện và hy vọng mở rộng ra thị trường cùng với phương tiện không người lái. Theo ông Musk, robot hình người sẽ có giá dưới $20,000. Vẫn còn nhiều việc phải làm để hoàn thiện Optimus và chứng minh điều đó. Rõ ràng đây mới chỉ là Optimus phiên bản 1. Robot hình người nói chung hiện thiếu khả năng tự giải quyết vấn đề, trái lại là một loại robot rất có năng lực. Cách con robot có thể vận hành trong tương lai, bên cạnh bộ chuyển động có thể hiểu như cơ bắp, hai bàn tay linh hoạt, cầm nắm đồ vật dễ dàng. Nguyên mẫu Optimus của Tesla được ứng dụng công nghệ tân tiến nhất. Tesla khẳng định lợi thế của Optimus so với các đối thủ là khả năng hoạt động độc lập. Dự kiến những con robot này mất từ 3 đến 5 năm để hoàn thiện toàn bộ. Tỷ phú Elon Musk tham vọng triển khai hàng nghìn con robot Optimus trong các nhà máy của Tesla và sau đó là hỗ trợ con người trong cuộc sống thường ngày như cắt cỏ, chăm sóc người già. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng để thành công, Tesla nói riêng và các công ty sản xuất robot nói chung sẽ cần phải chứng tỏ robot của họ có thể thực hiện nhiều hành động, không cần lập trình trước. Hiện tại, các mẫu robot hình người được sử dụng trong nhà máy đang làm các công việc lặp đi lặp lại rất cụ thể. Nhưng trong tương lai, robot sẽ thông minh hơn, hữu ích hơn, đóng góp vào năng suất, sự an toàn, trở thành một phần trong cuộc sống chúng ta. Các nhà sản xuất ô tô như Tesla, Honda và Hyundai đã tận dụng công nghệ robot để mở rộng tự động hóa tại các nhà máy xe hơi và hơn thế nữa. Tuy nhiên, công nghệ này cũng mang đến những thách thức và sự hoài nghi. Robot hai chân Asimo của nhà sản xuất ô tô Honda ở Nhật Bản từng là gương mặt đại diện cho công ty, nhưng sau 20 năm phát triển, nó vẫn chưa được thương mại hóa. Boston Dynamics đã gây tiếng vang với các video về robot hình người có thể chạy nhảy, nhưng đến nay vẫn chưa thành công và đổi chủ sở hữu nhiều lần. Một số công ty khởi nghiệp về robot như Rethink Robotics cũng đã ngừng kinh doanh do thua lỗ và không thể thương mại hóa sản phẩm. Còn đối với Tesla, vẫn đang theo đuổi thử thách là đưa một robot hình người sử dụng trí thông minh nhân tạo ra ngoài thị trường. Và có thể trong tương lai, tỷ phú Elon Musk sẽ tạo được bất ngờ trong thời đại trí tuệ nhân tạo AI đang thay đổi cuộc sống. Nước này đã đưa 15 cá nhân và 16 tổ chức của Triều Tiên vào danh sách trừng phạt. Các cá nhân trong danh sách này bao gồm các quan chức của các hãng vận tải biển và các tổ chức có liên quan đến chương trình tên lửa của Triều Tiên, cũng như liên quan đến việc cung ứng vũ khí hủy diệt hàng loạt. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã lên án mạnh mẽ hàng loạt hành vi gây hấn bằng tên lửa gần đây nhất của Triều Tiên với tần suất chưa từng có và luật hóa việc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật chống lại Hàn Quốc. Trong ngày hôm nay, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên cũng vừa tiếp tục phóng tên lửa ra vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên. Ngoại trưởng Belarus Vladimir Makey hôm nay cho biết các lực lượng vũ trang và dịch vụ khẩn cấp của nước này đã được đặt trong tình trạng báo động cao nhằm phản ứng nhanh chóng đối với bất cứ mối đe dọa nào từ các quốc gia láng giềng. Theo Ngoại trưởng Makey, thì các mối đe dọa xuyên biên giới đã khiến cho Belarus phải kích hoạt chế độ chống khủng bố. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã tổ chức một loạt cuộc họp với các cơ quan thực thi pháp luật để đưa ra chế độ chống khủng bố. Tuy nhiên, phạm vi của chiến dịch không được nêu rõ với báo giới. Mới đây, ông Lukashenko tuyên bố Belarus sẽ thành lập một lực lượng an ninh chung với Nga để đối phó với nguy cơ gia tăng từ Ukraine và phương Tây. Thưa quý vị, giai đoạn từ năm 2012 đến nay được coi là thời đại mới ở Trung Quốc, với hàng loạt thành tựu cải cách và phát triển trên các lĩnh vực. Trước thềm Đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cuộc triển lãm quy mô lớn với chủ đề Phấn đấu trong thời đại mới đã giới thiệu những đổi thay to lớn và diện mạo mới của đất nước này. Sau đây là phản ánh của phóng viên Truyền hình Nhân dân, thường trú tại Trung Quốc.
Các khu vực trưng bày tại triển lãm đã khái quát những thành tựu phát triển trong 10 năm qua của Trung Quốc, như GDP tăng từ 53.900 tỷ lên 114.400 tỷ nhân dân tệ, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 16.500 lên 35.100 nhân dân tệ. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tăng từ 24.400 tỷ nhân dân tệ lên 39.100 tỷ nhân dân tệ. Với nhiều chỉ số tăng gấp đôi chỉ sau 10 năm, nền kinh tế Trung Quốc đã bước vào giai đoạn phát triển với chất lượng cao hơn, hiệu quả và bền vững hơn. Hiện nay, Trung Quốc có tổng cộng hơn 160 triệu chủ thể thị trường, góp phần tạo công ăn việc làm cho gần 300 triệu người. Nhờ kiên trì thúc đẩy vai trò của đổi mới sáng tạo trong quá trình xây dựng và hiện đại hóa, xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu đã tăng từ 34 lên 11 chỉ trong 10 năm. Nổi bật hơn cả là các thành tựu về hàng không vũ trụ, robot, ứng dụng công nghệ 5G, nền tảng Internet công nghiệp. Việc trưng bày và giới thiệu những thành tựu nổi bật trên tất cả các lĩnh vực trong 10 năm qua nhằm khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong công cuộc cải cách và mở cửa, và cũng là để chào mừng Đại hội 20, sự kiện trọng đại trong đời sống chính trị ở quốc gia đông dân nhất thế giới. Đỗ Hưng, phóng viên báo Nhân dân thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Thưa quý vị, Ukraine đang xem xét mở rộng danh mục hàng hóa xuất khẩu qua các cảng biển và sẵn sàng thảo luận vấn đề này với Thổ Nhĩ Kỳ. Hãng tin Ukrinform của Ukraine đưa tin đại sứ Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ Vasil Bonar cho biết là hiện hành lang xanh từ các cảng của Ukraine đang hoạt động hiệu quả theo sáng kiến ngũ cốc biển đen. Dự kiến là Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ thì sẽ sớm tổ chức đàm phán về việc gia hạn thỏa thuận này. Kể từ khi Ukraine và Nga đạt được thỏa thuận về xuất khẩu ngũ cốc hồi tháng 7 với sự trung gian của Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc, tổng cộng đã có 331 tàu chở 7,38 triệu tấn nông sản rời các cảng của Ukraine đến với các nước châu Á, châu Âu và châu Phi. Thỏa thuận dự kiến hết hiệu lực vào ngày 19 tháng 11 tới đây. Khoảng 80% thành phố trên thế giới đang phải đối mặt với những hiểm họa khí hậu nghiêm trọng như là nắng nóng, lũ lụt và hạn hán. Đây là thông tin vừa được Tổ chức Quốc tế về Môi trường CDP công bố trong báo cáo Bảo vệ con người và hành tinh sau khi tiến hành khảo sát 998 thành phố. Karachi của Pakistan và Fort Myers của Mỹ là hai trong số các thành phố bị thảm họa khí hậu ảnh hưởng nặng nề từ đầu năm đến nay. Thống kê cho thấy mưa lũ tại Pakistan đã cướp đi sinh mạng của gần 1.700 người, trong khi bão Ian đã khiến hơn 100 người thiệt mạng ở Florida của Mỹ. Báo cáo Bảo vệ con người và hành tinh cho thấy hơn 30% thành phố trên thế giới với ít nhất 70% dân số đối mặt với các mối đe dọa liên quan đến khí hậu. Đáng chú ý, gần 67% thành phố được dự báo phải đối mặt với những hiểm họa khí hậu ngày càng khốc liệt hơn, trong khi 50% thành phố bị cho là sẽ phải hứng chịu thảm họa thường xuyên hơn vào năm 2025. Người già, trẻ em và các cộng đồng thiểu số là những đối tượng dễ bị tổn thương nhất. Do vậy, các nhà hoạch định chính sách cần tính tới nhu cầu của người dân khi triển khai các biện pháp ứng phó với khủng hoảng khí hậu.